Vấn đề cây có cội, nước có nguồn, sanh lão bệnh tử, trần gian chỉ là cõi tạm để các vị đường trường trọn nghỉ chân. Hôm nay chúng cháu đến đây xin thay mặt cho cơ sở mới tắm nghĩa thọ đứng trước cội áo quan, xin cầu nguyện cho hồn người nghèo quá cố sớm được thiên nhiên lên miền cõi Phật. Xin kính chúc cho gia đình và tất cả quý vị được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Con thắp lên ba nén hương gửi đến tất cả quý cô chú anh chị một bài ca cũng được mang tên Ba Nén Trầm Hương và Thiên Thu Vĩnh Biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hùng xuất chinh. Tay chay sông lửa chúng xa trường, nào xa chi Hãy subscribe.
Tiền xa xa nhà ta, cha con chơi.